Thôi Trang bỏ luôn rồi kìa, hay như vậy. Thôi Trang hay quá Trang ơi. Rồi, không được rồi Vinh ơi. Wow, hết luôn kìa. Rồi, chào các bạn, hiện tại là mình có công việc ở với thành phố nên mình ghé lên Landmark 81 để mình tham quan nha. Giờ vô lên Landmark 81, giờ ba mẹ con muốn làm gì? Chơi trực băng, trực băng. Em không chơi trực băng, em muốn tham quan hả? Tham quan lên múc lên tầng 81 ha. Dạ. Bây giờ kéo hành lý vô coi chỗ trực ban chỗ nào. Ban ngày thì mình không thấy được vẻ đẹp của tòa nhà này đâu, do nó không có đèn. Ban đêm lên đèn là đẹp lộng lẫy luôn á. Mình không cần đi tên lửa mà mình cũng đụng được mặt trăng luôn nè các bạn. Mình là người đầu tiên đụng được nha. Yeah. Oh, Trang Vinh là người đầu tiên đụng được mặt trăng. Mà mặt trăng ở dưới đất kìa. Ừ, mặt trăng này là quả cầu tròn nha. Thì bây giờ mình đang đi kiếm chỗ trực ban mà mình đi một hồi á thì mình lạc Trang Vinh với mẹ luôn rồi. Giờ mình đang đi tìm. Không biết Trang ở đâu rồi ta. À mình thấy rồi đây nè. Trời nãy giờ đứng nấp hay gì vậy? Trời nãy giờ ba tìm quá trời luôn. Thì ở bên cơm này là có tới lầu 5 lận. Nhưng mà mình quan sát thấy là ở bên cơm Irene nè, là trượt băng ở dưới là lầu B1 lận. À vậy nằm ở dưới vậy nơi. Rồi giờ Vinh thấy chỗ trượt băng chưa? Đây. Chỗ trượt băng nè. Cũng có rất nhiều trò chơi nha. Lúc trước mẹ dẫn tụi con đi á, lúc đó là còn nhỏ, chưa biết trượt băng. Nay tụi con đã lớn rồi, mấy đứa muốn trải nghiệm trượt băng không? Dạ muốn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mua vé trượt băng nha. Đây. À đây là vé nè. Cách cao từng mét tư là 170, 120. Ê, chị thêm con 1 con 2 cẩu thì đang cho chàng đẩy con. Ừ đúng rồi, 2 cẩu 60 ngàn. Thêm 1 con 2 cẩu thì lại 2 đôi ra nè. Ừ, ok. Thôi được á, mình thêm 1 con cánh cục á. Hải cẩu chở em được. Ừ, hải cẩu là mình chở được, còn cánh cục là chỉ đẩy thôi à. Hải cẩu chở được. Vậy thấy hai con luôn đi. Ừ. Thấy hai con luôn. Vé trượt đây là 250 cộng về cộng các. Dạ đúng rồi. Ừ. Thế em hiện 108. Thì mình mua 3 vé trượt là 850 ngàn. Ê, ừ, xuống dưới thôi. Giờ mình xuống dưới rồi mình lấy giày mình mang vô. Vinh đang rất là hào hứng nha. Bây giờ là cô sợ trượt tuyết nên cô không có chơi, cô sẽ làm khán giả. Thì cô ngồi ở khán trường này. Rồi bây giờ Vinh gạt thẻ qua đây Vinh. Ok. Rồi vô, một người. Thẻ đâu? Thẻ đâu Vinh đưa? Đây đúng không? Đúng rồi, chọt vô. Rồi, mở đèn xanh qua. Trước khi lấy giày trực băng thì mình phải đưa bill nha. 239141. Rồi. Rồi giày trực băng nè, nó có cái cạnh sắt này nha, nó không phải như giày patin. Rồi Trang mang giày vô đi. Ủa ăn sao rồi? Vinh đội nón sẵn luôn hả? Nè Trang đội nón vô nè Trang, lát nó đội nha. Rồi chị Trang chỉ cho em mang đi Trang. Nè Vinh chọn con nè. Rồi Vinh giày mấy này lại cho cứng mà. Cái đội đưa đi. Đó đúng rồi, siết mấy cái này lại nè. Rồi lấy đè xuống. Giật vô, không? Ừ đó. Này giống giày patin. Ờ Vinh đi trên bờ thấy dễ không? Dễ. Rồi Trang Vinh đi nếu mà không có trên băng thì như thế nào? À. Nhưng mà chưa biết đi ra băng hỏi thôi đi. Rồi giờ mình lấy con chim cánh cục đi. Chỉ còn cái voi. Mới biết đi là mình phải có người hỗ trợ nha. Rồi chiến thôi. Ôi chị bé nha. Đó đó rồi như thế rồi. Nhìn mới ra té. Ấy từ từ Vinh ơi, cái này có rất là khó đi luôn á. Từ từ. Cái này mình đi ở ngoài thì nó đơn giản mà đi vô ra trong đây nó trơn dễ té lắm nha. Đúng đúng. Mẹ trơn nào rồi đó trơn. Rồi rồi, thấy không chị nè. Trang lụm con cá voi cho Vinh đi Trang. Trang cho em lụm. Nhưng chiếc bánh cục này đi dễ. Rồi Trang lụm cá voi đi, từ từ. Nói chung là vô đây nó trơn rất là khó đi nha. Đi cái này rất là trơn luôn á. Dễ không Trang? Dạ nó khó không đi á. Ừ mẹ thấy vừa lạnh mà vừa trơn á. Có cái này nó dễ không Vinh? Anh quen rồi bạn ơi. Quen chưa? Yeah. Hay rồi ta. Bây giờ là Vinh ngồi cái voi chị Trang đẩy đi. Ừ đúng rồi, đẩy đi. Nặng quá. Nặng hả? Vinh bơi giò phụ. Đó được rồi đó, mà hơi nặng. Mình phát hiện ở dưới đây là băng nữa các bạn, rất là lạnh luôn. Cái này gọi là nước đá, nó rất là lạnh luôn nha. Còn Trang đi được hả Trang? Chưa sơ hả? Bây giờ mình sẽ ráng chinh phục mình đi được cái trò trượt băng này nha. Bây giờ mình vịn con chim cánh cục này mình mới dám đi được. Có đầu vịn thì đi nó dễ hơn. Còn mình đi không thì nó dễ té lắm. Rồi bây giờ là ba cho con đi chung nha. Có cái con chim cánh cục này mình chơi dễ hơn nè. Vinh nãy mới vô té giờ đi ngon lành luôn. Nói chung trượt băng ở đây á nó lạnh nha. Cái hơi băng lên rất là lạnh luôn á. Vinh té hả Vinh? Đi nãy giờ chưa quen hả? Nope. Dạ cũng được rồi. Mình rồi. Con diễn té là vui thôi. À
đi giờ, bây giờ Vinh đi ta đàng hoàng cho các bạn xem đi. Mình sẽ thể hiện. Mà nãy giờ Vinh lạnh không? Dạ cũng lạnh. Ừ. Thôi giờ vô nghỉ đi. Vô nghỉ hả? Không, cái giò của mình là phải lãi kiểu cách kỹ thuật như đi trượt patin vậy đó. Đúng. Cái này là toàn bộ là bằng băng thật nha, chứ không phải là cái miếng gạch đâu. Mình chơi mệt thì mình vô đây mình nghỉ nè. Rồi mình vô đây mình nghỉ. À mình bước lên đây rất là dễ luôn hả Vinh? Ừ. Còn lên băng nó rất là trơn. Thôi giờ ghê quá, trực tiếp đi. Trực tiếp hả? Rồi đi. Cái băng dưới lạnh ha. Thôi bò luôn đi cho nó đã. Đi bò luôn. Trời. Cái này đi trượt băng là không trượt mà đi bò không à. Rồi Vinh leo lên đi. Ồ được nè. Ừ. Kìa chị Trang kìa. Thẳng luôn ha. Wow. Vinh đang được cha đẩy nữa các bạn. Trang thì đi một mình. Ờ Trang bỏ luôn rồi kìa, hay như vậy. Ờ Trang hay quá Trang ơi. Trang không cần người phụ luôn. Trang đã quen rồi. Ừ Vinh chưa quen. Wow, công nhận Trang học nhanh thiệt. Rồi bây giờ là ba thử ba đi không cần Vinh nha. Bây giờ ba không cần Vinh nè. Yeah đi được rồi. Cha Vinh đã buông được cái con cá heo rồi. Yeah. Ba đi không cần Vinh được rồi nè Vinh. Mình chơi một hồi thì mình quen rồi các bạn ơi. Cái này gọi là nó có cái cách trượt. Mình đi không còn vịnh luôn. Yeah, được thành công rồi. Một đi hồi được quen các bạn ơi, nó dễ lắm. Đi cái này nó mình cảm nhận là nó dễ hơn đi trượt patin của mình nha. Trượt patin có bánh nó khó hơn này á. Ba đẩy Vinh nha, coi như là mình đẩy thành chiếc xe lửa luôn. Lên lên. Rồi lên 1 2 3 đi. Here we go. Rồi quanh là mẹ đi, bẻ lái là mẹ. Ừ. Đi. Cái này là tàu xe lửa chạy trên đường ray, con này tàu xe lửa chạy trên băng nha. Đi nha. No. Trang xuống rồi, Vinh chở cái voi một mình. Mà chở cái voi một mình thấy có vẻ nhanh hơn hả Vinh? Wow. Ừ. Rước khách đi. Bẻ là chị Trang đi. Rồi rước khách. Mời hành khách lên. Đi. Here we go. Yeah, mình đi một mình rất là thông thạo luôn nè. Yeah. Cuối cùng mình đã chinh phục đường đường băng khó nhất lịch sử. Yeah, thành công rồi Trang ơi. Trang cũng đi được rồi nè. Đây giới thiệu cho Trang, giới thiệu cho Trang. Quá hay luôn. Bạn nó hay quá trời hay kìa. Wow, quá đẳng cấp luôn. Trời ơi, đúng là diễn viên nghệ thuật nè. Trực ban chuyên nghiệp rồi. Chị nó hay không Vinh? Chị Trang tập giống chị đó được là đẳng cấp á Trang. Người ta tập luyện lâu rồi còn mình mới chơi mà. Đúng. Wow chị đó hay quá. Đây là kỳ môn bát quái trận. Năm 9 tuổi tôi đã biết đến nó. Mình đi đã khó rồi mà chị đã xoay luôn kìa. Trang, con mới biết đi mà con thấy cái cô đó đi con cảm thấy như thế nào Trang? Con thấy con rất là hay, con rất là tệ. Không, mới tại vì mình chưa không có tập luyện quen đó con. Chơi xong thì có cái máy làm thẳng băng vô, làm cho băng mà thẳng lại. Ủa con làm gì rung rung vậy Vinh? Lạnh lắm mẹ ơi. Giờ lại mặt rung như gà rung vậy đó. Cảm giác của anh á là lần đầu tiên chơi ở đây mà mình nghĩ anh thắc mắc là nguyên một cái sân lớn như vậy mà người ta đông thành băng rất là công phu luôn. Đúng. Mà mình trượt rất là đã. Lần đầu tiên anh chơi á là mới vô bị té nhưng mà trượt một hồi là cảm giác nó quen. Anh thấy trượt cái này nó dễ hơn trượt ba tiên của mình á. Nhưng mà nó hơi lạnh đó mẹ. Ừ, đúng rồi mẹ quay vào đây cũng cảm thấy rất là lạnh. Đúng rồi mình chơi một hồi là mình rất là lạnh luôn tại nó là băng mà. Nãy lộn trượt băng á đó bụng quá trời. Ừ thôi bây giờ mình kiếm gì ăn nha Vinh. Dạ nó bụng
cùng nhá. Hồi trưa mình vô lắc te kêu cơm gà nha các bạn, mỗi người một phần rất là tiện luôn. Mà có mình cha ăn là ăn cơm bò. Tất cả ba người ăn cơm gà, mình ăn cơm bò nha. Rồi mình ăn xong có sức cùng đi khám phá tiếp nha. Bây giờ mình ăn cơm mình có sức khỏe rồi, giờ mình chơi gấp gấu nha. Hôm nay tụi con vô siêu thị á, gấp gấu mấy chục lần luôn mà chưa được con nào. Hôm nay xem tụi con có may mắn không nha. Dạ. Rồi mẹ cho mỗi đứa 10 ngàn. Chính trước đi, chính trước thôi, chính trước. Còn vô nữa, cứ sao mình cũng vậy nha. Để thẳng ra. Rồi vô rồi. Mẹ thấy cái trò chơi này để tụi con giải trí thôi, cứ cố ăn lắm con ơi. Rồi coi hình không? Màu hồng đi Vinh, màu hồng đi Vinh. Không thấy màu hồng hả? Coi Vinh có gấp được con nào không nha các bạn. Thôi. Cố lên cố lên nhé. Rồi rồi, chiếc đạp ra. Ở con gấp con gấu trắng nè, nó gần nè. Thôi con thích gấp. Ừ, gấu trắng đây đúng rồi. Rồi, tết rồi Vinh ơi. Rồi, chị Trang đây, thành công không đây? Vinh là tết rồi, chút xíu nha Vinh. Tiếc quá. Còn gấu đó rất là dễ thương đó nè. Rồi, hụt rồi Trang ơi. Lúc. Trời ơi, Trang còn tệ hơn Vinh nữa. Thôi, ở trong đây có rất là nhiều đồ chơi, mỗi cái mình chơi một thằng của con ơi. Dạ. Rồi, thôi kiếm trò khác đi. Hồi đó giờ con chưa chơi bowling hay bây giờ mình chơi đi. Mẹ cũng chưa bao giờ chơi, để này mẹ thử sức rồi sao cho ta. Rồi, bowling này là bowling đồ chơi chứ không phải bowling thiệt nha. Ở đây hiện đại nó một quẹt thẻ là mình được băng chơi, khỏi mua thẻ. Đó, ra nè. Rồi, Vinh, chở Vinh. Bây giờ mình sẽ chơi trò đập chuột nha. Ừ. Cái này đập chuột xong. Bây giờ ở trên với lại con hai trên này còn mẹ hai trên đó nha. Rồi ok. Trời ơi.
được con sâu tích cơ luôn nè. Này dậm tập thể dục được nè. Cha bây giờ mình chơi bóng rổ đi nè. Rồi bây giờ bắt đạt cho. Rồi bây giờ Trang Vinh chơi bóng rổ mọi người được mấy điểm nha. Ok. Nhanh lên đi, còn 40 giây nữa thôi. Đúng rồi, Trang lên, Trang lên. Còn mẹ thử trái thôi nha. Rồi cho mẹ thải đi. Nhanh lên, thời gian trôi qua kìa. Cố lên. Trời, sát bên mẹ thải không vô nữa. Cố lên, cố lên. Hay quá. Hay quá nhìn đây. Còn có 15 giây nữa thôi. Chơi thêm đi. Rồi bây giờ là mình chơi tiếp nha. Thời gian có 60 giây thôi. Nhìn lên, nhìn lên, lên là mày hơn rồi. Chô chô chế lẹt nè Trang Vinh. Nè xe lửa chô chô chế lẹt nè. Trời ơi. Trời vô cái lỗ mà mấy đứa chọn không vô nữa là thôi luôn á. Chỗ lẹ Vinh, chỗ lẹ Vinh. Trời ơi. Nó hết thời gian rồi. Có được bao nhiêu thẻ? Rồi quá trời thẻ luôn nè. Bây giờ nó mới lòi thẻ ra. Ở chô chô. Đây là trò hết ăn mồi. Nhắn cái là cái lưỡi đó ta đẩy cái banh qua. Đúng rồi. Không, không thấy cái banh ở đâu, gần tới rồi phải nhấn. Đúng rồi. Gần tới rồi hãy nhấn. Mình được 345 thẻ. Người ta mẹ tới mấy ngàn thẻ luôn, mình có 300 mấy ngàn. Là đổ cái gì con? 375. Có anh được 375 thẻ. Là được cái gì ta? Đổi được quà 300 điểm rồi. 300 điểm còn. 300 điểm. 300 điểm còn có con này hả? Cái này là cái gì vậy? Đó là heo dán. Cho heo dán. Thôi lấy con gấu này luôn đi. Con gấu hả? Không nhẹt đi. Lấy màu hồng nhạt á. Nãy giờ mình chơi á, có 300 điểm mình đổi được cái chai hồ này nha các bạn. Nhưng mà mình thấy chơi quá trời luôn á nè. Dạ. Bây giờ qua chơi đúng đi. Thôi bây giờ con để rồi mình về quê thôi tụi băng ơi. Thôi bây giờ về đi. Thì nói chung là hôm nay mục đích mình tới Landmark này á là để mình chơi trượt băng nha. Mà thời gian mình còn trống nên mình dẫn Trang Vinh vô chơi game luôn. Rồi thôi video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất của team mình nha. Thì các bạn nhấn like á, các bạn không có tốn tiền gì hết mà để mình có động lực mình làm nhiều video hay cho các bạn xem thôi.